có ngày hội thì ước mơ của bạn ở thành phố là gì? Thì thành phố ở đây thì các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, đây là 5 cái thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Thì ước mơ thì ông bà thường nói là an cư thì phải lập nghiệp, nên là ai ai cũng cố gắng làm việc, dành dụm tích góp để mua được một cái căn nhà, có được một cái chỗ ở đó, để trở thành công nhân của thành phố. Thì đây là những cái căn hộ chung cư, ước mơ của rất nhiều bạn trẻ bước vào đời tuổi 20 cho đến là về sau. Thì hiện tại thì mỗi căn này ở Florida Panorama thì căn cũng khá rộng đó, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, dao động thì từ 60 m², 70, 75, 90 và trên 100 m². Thì nói chung là giá ở đây thì một căn bình bình cũng trên 3 tỷ cho đến 5 tỷ đó. Căn này, khu này thì cao cấp. Khu này thì xây có 14 tầng thôi. Đấy. Thì bên cạnh ở đây là có một cái cân được đào. Được đào thì không. Thì cảnh quan xung quanh khu vực này khá là đông. Khu này thì thuộc hành chính về ấp 3 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại thì các căn hộ cũng đang được bán. Đầu năm vừa rồi. Đấy, thì đây là ước mơ của các bạn trẻ. Khi bước vào những cái thành phố lớn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chăm chỉ làm việc, cố gắng làm việc rồi kiếm một cái ngôi nhà như thế này, rồi lấy vợ và sinh con. Đây là một cái ước mơ chính đáng. Tuy nhiên thì ước mơ này nó có xa, nó có gần hay là nó có trở thành hiện thực hay không thì cái đó thì tùy vào cái duyên số của mỗi con người. Và chúng ta luôn luôn hy vọng những cái ước mơ của chúng ta về một cái ngôi nhà và những đứa trẻ thật là hạnh phúc và sum vầy. Đấy là cái điều mà chúng tôi luôn chúc tất cả quý vị có được.